Bạn đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản với tài trợ chính Toshiba. Các bạn trẻ đang muốn tìm một nửa, hãy đến với Bạn muốn hẹn hò và nhận được những giải thưởng quý giá của Toshiba khi tham gia chương trình. Không căn cứ vào kết quả các bạn có thành đôi hay không, chỉ cần các bạn tham gia chương trình, các bạn sẽ có cơ hội quay bánh xe may mắn để trúng một trong các giải thưởng đến từ Toshiba. Mỗi lần anh nghe tới tài trợ chính Toshiba là anh muốn lấy cái tủ lạnh, lấy cái tivi liền. Thì em nói Linh nghe nè, bây giờ em mắc hát quá. Hát hả? Em hát gì, muốn hát gì? Em mắc hát quá, tự nhiên em cảm thấy người em nó thiếu thốn âm nhạc. À, thiếu thốn âm nhạc là đôi khi nó thiếu thốn tình yêu. Em không hiểu là trong tình yêu người ta có hay hát hay không, nhưng mà em hay vui hay buồn, yêu hay không yêu gì em cũng hát. Ui vậy hả? Em thất tình một mình em buồn em cũng hát. Em hay hát. Em ngồi nhớ người yêu em cũng hát. Em ngồi em chờ người yêu tới em cũng hát. Bây giờ mình muốn biết để mình phải phỏng vấn những cái người mà trẻ, coi họ là trong yêu, trong khi yêu họ có thích hát hay không. Rồi ok, chúng ta sẽ phỏng vấn hai cặp đôi ngày hôm nay nha. Thôi xin mời mang hạ xuống. Cái mình hình như là nói chữ N, chữ N nó không có được đó đúng không bạn? Đúng rồi. Bây giờ bạn nói thử tôi coi. Thuốc Lào có ở nước nào? Nước nào có thuốc Lào? Xin mời bạn Nam. Wow. Chào. Mời em ngồi. À, bạn tên gì? À, xin tự giới thiệu, em tên là Dương Minh Đức ạ. Dương Minh Đức, dạ, bao nhiêu tuổi? Em thì vừa mới bước qua tuổi 22. Trẻ quá nhỉ? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang là một chiến sĩ công an nhân dân. Chiến sĩ công an nhân dân? Dạ đúng rồi. À, hiểu nha. Nhưng mà để tóc hơi màu đen nha. Tại vì chương trình thông báo cho em thì cũng liều mình để dài dài chút cho nó lãng tử. Nhưng mà về tới cơ quan thì phải cắt lên gọn nha. Vâng, thì còn 2 ngày thứ 7 chủ nhật. À, đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ chờ xem bạn bên kia đến từ đâu, đang làm nghề gì. Xin mời. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Đẹp quá. Chào em tên gì? Dạ, em chào chị. À, em tên là Hoàng Thúy Lợi. Hoàng Thúy Lợi? Dạ. Lợi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 21 tuổi ạ. 21, 21 với 22 là được rồi ha. À, Lợi đang làm gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm sale tại công ty viễn thông CMC Telecom. Trước giờ Lợi đã có bạn trai chưa? Trước giờ thì em cũng có rồi, tuy nhiên là em chỉ có một người, quen tới hết lớp 12. Rồi đến khi em đi vào đây em học thì em không quen nữa. Và tại sao trong mấy năm nay lại không quen được ai? Thực ra là nói không quen được ai thì cũng không phải. Tại vì do em muốn chú tâm vào học tập, vì vậy là em quyết tâm học cho xong, rồi ra trường, rồi lúc đó mới tính tới chuyện quen bạn trai rồi hôn nhân sau ạ. Nhưng mà từ hồi ra trường tới giờ chưa tìm được ai luôn? Hồi ra trường tới giờ thì có say nắng rất là nhiều người, nhưng mà để mà nói chuyện hợp thì cũng chưa có ai ạ. Thế em muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Trước tiên là phải đẹp và bạn. Hơi căng. Rồi bên kia có đẹp có bảnh không? Đẹp bảnh luôn, một chàng trai chiến sĩ công an nhân dân. Vậy thì là làm công an trong văn phòng thích rất nhiều bạn nữ mà sao không quen được? Em xin chia sẻ là em cũng vừa mới ra trường rồi ạ, thế là vào là mình là nhỏ tuổi nhất ở trong cơ quan ạ, trên toàn anh chị không ạ. À, vậy là không có tìm được trong cơ quan đúng không? Dạ vâng. Nhưng bạn có thích tìm người yêu là công an luôn không? Dạ không ạ. Lý do? Tại vì những đôi mà yêu nhau ở trong công an á, thì chồng làm gì thì vợ cũng biết, nên là không có khoảng đen anh ạ. Dạ. Vậy là có mưu tính hơi đen tối chút xíu? Dạ không ạ, này thì cũng không hẳn, nếu mà bạn gái của em mà muốn quy đen thì cũng được thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Bạn gái bên kia cần một bạn trai rất là đẹp trai, bảnh bao, còn bạn muốn bạn gái bạn như thế nào? Nhỏ nhắn, dễ thương nhưng mà chân dài. Tại sao chân dài, chân ngắn không được hả? Em mới nói chân dài chứ còn khoảng cách bao nhiêu thì tùy. Ngoài cái bảnh bao ra rồi còn gì nữa không? Em cũng có đặt cho mình cái tiêu chuẩn tương lai á. Một chồng, hai con, ba lầu, bốn bánh. Có cái đó chưa? Một vợ, hai con. Là sắp sửa có. Xài điện thoại 3G, đi xe hơi 4 bánh, ăn nhà hàng 5 sao, có cái nhà cao 6 tầng, sân vườn rộng 7 mét. Cái đó là bạn có đó hả? Chưa, đây đang tìm ạ.
Em có sở thích gì không? Năng khiếu gì không? Sở thích thì em có rất nhiều. Tuy nhiên là năng khiếu thì em hát cũng không tồi lắm. Em là một người rất cá tính mà tự nói mình hát không tồi lắm, nghĩa là hát hay rồi đó. Em hát một câu được không? Dạ. Rồi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tìm muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Em hát xong rồi. Hai thấy bạn gái hát thế nào? Chắc hai người nếu mà có cơ hội đi hát karaoke thì cũng ok đấy anh. Bạn hát được không? Sao em không nói khi anh gần kề bên em, để cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu. Rồi. Bạn người Thái Bình hả? Dạ. Thái Bình hình như là nói chữ N, chữ N là nó không có được đó, đúng không bạn? Đúng rồi, đấy là khuyết điểm của em đấy. Thế nào hả? Vâng. Thế nào bạn nói thế nào? Thế nào? Thế nào? Thế nào? À, bây giờ bà nói thử tôi coi. Thuốc Lào có ở nước nào? Nước nào có thuốc Lào? Nói nhanh lên thử coi. Thuốc Lào ở nước Lào. Được không? Có gì đó được không? Chắc không được. Không được hả? Trời, có gì đó mà không được nữa chết rồi. Tới mai luôn cũng không được đâu. À em nè, đó là cái năng khiếu của em, cái sở thích của em. Vậy em nghĩ em có cái gì tánh xấu gì không, cái thói xấu gì không? Em mà ghét ai là em hay đá đểu người ta lắm. Đá đểu là sao em? Ngoài Bắc hay gọi là không việc gì phải xoắn, là em hay nói kích người ta, mà hay nói những cái mà cho người ta không thể nào nói lại mình mà người ta cảm thấy khó chịu luôn. Dạ, đá đểu. Ồ, từ này em mới học. Thích cái chữ đá đểu lắm á. Lên, anh qua hả? Đây em, anh thò đầu qua, em đá đểu anh. Đá đểu. Nhìn qua luôn nè, đá đểu là rồi, em đá đểu, anh lên cái gì coi coi. Em thấy anh cũng đẹp trai. Tuy nhiên là... anh nhìn em vậy em ngại lắm. À, vậy là đá đểu đó hả? À. Rồi. Tôi nghĩ rằng hai người cũng hợp với nhau. Thôi. Tôi coi coi có bánh bao không, có đẹp trai không. Đẹp trai. Người ta cần bánh bao. Chỉ có nói nước Lào nước nào không được thôi. Không phải sức tưởng tượng của em. Bé xinh quá bé nhỉ. Sao lại là xinh vậy chị? Xinh là xinh trai đấy. Không được. Thế nào? Cái đấy nó ở hai giới tính. Một từ dùng cho giới bên này, một từ dùng cho giới bên kia. Ý chưa? Thế em muốn chị nói thế nào? Em cũng không biết chị nói thế nào. Đẹp trai à? Dạ. Mắt hơi hí hí tí. Không, đẹp trai à, đây đẹp trai đấy. Bên tôi lúc nào cũng đẹp trai chứ, thôi về bệnh. Chị cứ tưởng hay chơi. Đẹp trai lắm cưng. Xấu em hoài ha. Được. Chị đá đểu em á. Không, mà tôi qua đây tôi khen ông ơi. Đẹp trai. Bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Rồi, mà đâu kéo lên. Chưa, từ từ, bình tĩnh. Trời ơi, bây giờ mới thấy đôi giày màu xanh kìa. Em không thích gì ở người bạn gái? Em không thích một điểm thôi ạ. Một điểm gì? Có một chuyện thì nói một lần thôi, đừng nói nhiều lần. Bên này nhiều chuyện lắm. Chị Cát Tường hay nói nhiều lần lắm. Rồi, bắt đầu. Xinh trai không chịu, đẹp trai mới chịu. Còn hôm nay hình như chưa giới thiệu tên nào. Mình tên là Lợi. Lợi chứ không phải là Nợ. Ok. Đá đểu đấy. Đá đểu. Mình hỏi trước nha, chân mình không có dài. Không biết là có dài tới mức độ mà bạn quan tâm không? Thì bạn cảm thấy sao? Thì mình đã nói từ đầu rồi, chân dài, còn số đo là tùy thuộc. À, vậy số đo của mình thế nào, có chuẩn không bạn? Cái này bí mật à? Vậy tính cách của mình có phần nào hợp với bạn không? Cũng khá hợp, tại vì mình thích cô gái có thể tranh cãi mọi lúc mọi nơi. À, vậy thì mình nghĩ là mình với bạn về là có thể là bát đũa sẽ bay tùm lum hết á. Không, mình ăn bát nhựa bát giấy có sao đâu, đỡ rửa. Ồ, vậy là trước giờ bạn lười lắm hả? Mình ít khi rửa bát á, toàn ăn linh tinh không à, ít rửa lắm. Ví dụ như mình và bạn lấy nhau về rồi thì sao? Bạn bắt vợ rửa bát hả? Đương nhiên. Theo mình nghĩ thì phải chia ra mỗi người một công việc chứ. Bạn nên suy nghĩ lại bạn ạ. Rửa bát á, lúc bạn rửa bát cho chồng rất là vui. Tại vì sao? Bạn rửa bát cho chồng, lúc đó chồng bạn ăn cơm với bạn ở nhà.
đúng không? Còn nếu bạn để bạn chồng bạn rửa bát thì anh ta ra ngoài nhậu cũng được, không có sao đâu. Ngoài trước thì người rửa. ngoài những cái sở trường thì bạn có biết đánh đàn hay là gì đó không? Mình biết vẽ, nấu ăn, nhưng mà nấu chỉ nhóm món nhậu thôi. Còn món thường thì hên xui à? Mình làm sale vì vậy là mình rất là hay đi nhậu. Không biết là bạn có nấu được những món mà mình hay nhậu không ta? Được. Ví dụ nhá, ếch xào mướp, thỏ nấu lăng này, cánh cà lướng muối tiêu. Không có bản lĩnh bằng cô gái bên kia rồi đó. Bản lĩnh đàn ông đâu, nhìn thẳng như mắt ta nói đi. Thấy em nhìn chị nhiều hơn là nhìn người ngồi trước mặt á. Ở ngoài Bắc á, người ta hay gọi là bị lé. Mắt mình 10 trên 10 chắc không lé đâu. Vậy hả? Được cái ngày nào đó thì mong bạn thể hiện tình cảm, hãy nhìn thẳng vào mắt mình ha. Đang nhìn à? Thể hiện đi. Có khi nào tình yêu sẽ đánh không? Trời ơi, thôi hết thời gian. Ta sẽ có ba khắc để quyết định. Mời bạn đặt tay ra sau. Mời bạn đặt tay vào nút bấm. Đây, sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý thì nhấn mạnh. Chuẩn bị. 1 2 3 chàng trai công an ta hơi hồi hộp căng thẳng hả? Bạn đánh giá thế nào về người phụ nữ kia bên? Bí mật. Nữa. Nữa. Cái gì mà nói ra không biết nói là bí mật. Mai mốt tôi hỏi anh có yêu em không? Bí mật. Cái câu đấy không cần hỏi nữa. Nhìn cử chỉ hành động người ta có thể đoán được. Rồi hành động cái coi. Cho nó sốc. Đó, bỏ tay vô đi, ta run quá rồi kìa. Các bạn chờ trong giây lát để tham gia vòng quay may mắn của Toshiba. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Em thích bạn trai em phải biết nhậu. Biết nhậu, em nhậu được không? Dạ, cũng tạm tạm. Mấy chai? Cũng 5-6 chai. Thôi đứng đây. Xin mời bạn trai xuất hiện. Xin chào. Mời bạn ơi, cao dữ nha. Cao mấy mấy bạn? Dạ em cao mét 7. Mét 7 hả? Dạ. 7 cũng thường thôi, gì đâu mà cao dữ. Tên là gì? Em tên Tâm. Tâm? Dạ. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Rồi bây giờ là bạn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Làm nghề gì? Em là nhân viên lập trình. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rất là duyên dáng và xinh xắn. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn. Chào em. Em tên gì? Em tên là Linh, năm nay 25 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Xinh như vậy mà nói chưa có bạn trai sao thấy hơi kỳ nha. Xinh thì là một phần thôi chị, có duyên hay không lại là phần khác nữa. Chị thấy vừa xinh vừa có duyên, thế sao không có bạn trai? Chắc tại là duyên chưa tới ạ. Trước đây đã từng có bạn trai rồi chứ? Dạ. Có rồi, cũng chia tay rồi ạ. Thế bây giờ em mong muốn người bạn trai trong tương lai của mình là người như thế nào? Đẹp trai, dáng cân đối, không hút thuốc, không có râu quai nón. Không có râu quai nón là quan trọng nhất đó, cái đó có không? Không có, bên này không có. Có hút thuốc không? Dạ không. Đẹp trai không? Dạ đẹp. Phải vậy mới được. Được bên đó là đẹp gái không mà hỏi tao đẹp trai không? Dễ thương là được rồi. Bây giờ chị hỏi cái nữa nè, em không thích gì ở người bạn trai mình? Không thích tính gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ không. Em thích bạn trai em phải biết nhậu. Biết nhậu, em nhậu được không? Dạ cũng tạm tạm. Mấy chai? Cũng 5-6 chai. 5-6 chai. Thôi đứt đây. 5-6 chai là chắc chưa tốt. Đó giờ tôi chưa thấy cô gái. Được. Tại sao lại thích bạn trai mình thích nhậu là sao kỳ vậy? Hai đứa đối ẩm. Cha này lạ, như sở trường này lạ. Ta thích bạn trai không thích nhậu thì tự nhiên thích bạn trai thích nhậu. Nhậu nó mới men liền anh ơi. Rồi đó là sở thích của bạn gái. Còn sở thích của bạn về người bạn đời của mình là gì? Phải có ngoại hình xinh xắn. Ngoại hình xinh xắn. Tính tình dịu dàng, biết cách cư xử. Xinh xắn cỡ ai là được? Cỡ chị Cát Tường là được. Rồi. Cảm ơn em. Không thích bạn gái là điểm nào? Dạ em không thích bạn gái mà lười biếng. Lười biếng hoặc là
ăn chơi đua đòi quá em không thích. Nói chung là về giao lưu này kia thì mình vẫn thoải mái bình thường, nhưng mà cũng đừng quá đà đó. Em mà thích... bạn gái nhậu em có ngại gì không? Dạ không. Tại vì em thì cũng hay liên hoan, cũng với bạn bè đồng nghiệp thì vẫn uống vẫn nhậu bình thường. Nhưng mà nhậu giờ mình nhậu xỉn rồi, vợ nhậu xỉn rồi làm sao? Em chở cô ấy về. Em xỉn rồi sao em chở? Em bình thường là uống là đến một mức độ nhất định là em thấy vượt qua mức ngưỡng đó là em ngừng lại. Đồ của em là mấy chai? Khoảng 6-7 chai. 6-7 chai? Chà, hai người này nhậu ngon rồi nha. Sở thích của bạn trai là gì? Em thì thích chơi thể thao và ca hát, điện ảnh. Ca hát, điện ảnh. À, có bao giờ bạn đóng phim chưa? Dạ chưa, nhưng mà em thích đóng phim lắm. Thích đóng phim hả? Dạ. Rồi thích đóng vai gì? Theo bạn thì bạn hợp vai gì? Em thì chắc hợp với vai nào mà hào hoa lãng tử. Trời ơi. Tò mò quá. Tôi phải coi coi chàng trai này đào hoa lãng tử cỡ nào mà đòi vô vai. Trời ơi, tự tin quá. Bạn gái mà tự tin với chị. Tự tin quá làm chị tưởng đâu là bên đây là một hoạch mã hoàng tử được ghê gớm. Trời, người ta phong trần vậy, chê gì trời. Đẹp trai hơn tôi luôn à. Đâu đứng coi. Cũng được. Sao cũng được, quá được đi chứ. Cũng được thôi. Được quá. Đóng vai trong phim phải đóng vai lãng tử mới được hả? Anh Nguyễn Linh cả đời chưa có cái vai lãng tử nào kìa. Không, có thể là vai nào mà nói về những cái bạn trai mà lập nghiệp á, từ cái lúc mà gian khó đến cái lúc mà trưởng thành á. Vậy là vai chính rồi đó ông. Cuộc đời vai mà từ cái hồi gian khó đến trưởng thành là vai chính rồi đó. Được ham đóng vai lãng tử, đóng vai như anh à, anh đóng hoặc là vai lãng nhất không à. Rồi để anh coi thứ bên kia làm sao mà. Rồi. Hello. Sao? Chào công chúa. Xin nè, tại sao tôi không hiểu, tại sao thích bạn trai lại là đi nhậu không hiểu luôn á. Nhậu về quậy tùm lum la hết sao? Mình anh ấy quậy mình cũng quậy. Trời ơi. Quan điểm gì đó hả? Thôi, nói đừng bớt nhậu đi, nhậu không có tốt sức khỏe, nhậu quậy nữa rồi hai chồng nóng lên rồi hai người xỉn rồi nhậu quậy lên rồi cái sinh ra đủ thứ mệt lắm ha. Bớt đi, bớt nhậu đi nha. Rồi đâu sao phải chai uống chai thôi. Rồi. Bây giờ mình cho hai bạn nhậu trong tương lai gặp nhau đi anh. Rồi gặp nhau. Hai phút gặp nhau, bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em. Em thấy anh thế nào? Cũng được. Có đẹp trai không em? Tạm tạm thôi. Tạm tạm thôi chứ không có đẹp trai. Thua anh Quyền Linh. Anh nói đùa thôi chứ anh biết ngoại hình anh thì cũng bình thường thôi. Dạ. Rồi nếu mà có dịp thì em có thể cùng đi uống cà phê hay là đi xem phim với anh không? Dạ có, welcome. Hoặc là cuối tuần nếu mà công việc áp lực quá thì mình có thể đi hoang với bạn bè hay là đi nhậu gì đó. Dạ cũng được, em thích cái đó đó. Anh cũng vậy. Anh có biết hát không? Có. Anh hát thử một câu đi ạ. Thì vậy anh xin hát một cái bài hát cách đây 2 năm là đang làm mưa làm gió cách đây 2 năm. Hát bảo luôn đi. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm, hỡi vậy. Hỡi đêm, hỡi em có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài. Để mình ta với con tim khô cạn giá băng. Để bài hát là mưa làm gió, hát xong là hết mưa hết gió luôn. Rồi thôi, hết thời gian. May mắn lắm mới gặp cô gái xinh đẹp vậy nha. Rồi đặt tay ra sau thành ghế đi. Rồi sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò thì nhấn nút, không đồng ý hẹn hò thì không nhấn nút. Mà tôi nghĩ chắc khỏi đếm quá. Một. Hai. Cái gì vậy chưa mà. Ba. Trời ơi, tôi mới đếm có một à, ông nhấn nút rồi. Cặp cô gái này thì ai không nhấn, vấn đề là tại sao lại cô gái là nhấn rất là chậm. Đâu có đâu, cô gái nhấn đúng á, tại cái này nhấn nhanh. Anh đếm tới ba rồi, nhưng vẫn chưa nhấn. Nhà phải đợi bạn nam nhấn trước ạ.
Nếu bạn nam không nhấn thì sao? Mình nhấn. Câu này cũng rất là hay, rất bạn nào nhấn mình cứ nhấn ha. Chúc mừng các bạn, và bây giờ thì các bạn có thể nắm tay nhau để chúng ta cùng đến với vòng quay may mắn để nhận những phần quà từ Toshiba. Nắm tay nhau đi anh. Các bạn trẻ đang muốn tìm một nửa, hãy đến với Bạn Muốn Hẹn Hò và nhận được những giải thưởng quý giá của Toshiba khi tham gia chương trình. Không căn cứ vào kết quả các bạn có thành đôi hay không, chỉ cần các bạn tham gia chương trình, các bạn sẽ có cơ hội quay bánh xe may mắn để trúng một trong các giải thưởng đến từ Toshiba. Tủ lạnh Toshiba GRVKG66VDA, bay bổng cùng kiệt tác. TV LED Toshiba L4300 màn hình 50 inch, trải nghiệm kết nối đích thực. Máy giặt chuyển động trực tiếp SDD Inverter Toshiba AWDC1700W, sức mạnh tối ưu, vận hành êm ái. Hai cặp đội ngày hôm nay họ đã chọn nhau. Bây giờ họ có thêm một những phần quà từ Toshiba với phần quay số may mắn. Xin mời cặp đầu tiên. 1, 2, 3. Quay gì mà yếu xìu hả? Đi tiếp, chúc mừng. Rồi, hai bạn. Mời hai bạn. Đó là giống nha, như bên đây nè. Chúc bạn may mắn, chúc bạn hạnh phúc. Như vậy là hai bạn sẽ nhận được hai chiếc nồi cơm điện từ Toshiba. Từ mạnh mạnh á, tự nhiên nó xuống vừa vừa nó vậy đó, mạnh nữa là được rồi. Như vậy là chúng ta còn lại hai bạn bước sâu vào vòng quay để nhận những phần quà từ Toshiba. Rồi bây giờ thì mời hai bạn lựa chọn cho những quà của mình. Mời bạn nữ trước tiên. Máy giặt. Xin mời bạn trai. Mình công an mình quay mạnh mạnh xíu nha em, thể hiện coi gì đâu mà quay yếu xìu à. Đó. TV. Và đây là phần câu hỏi dành cho khán giả trả lời để nhận giải thưởng từ chương trình với các sản phẩm của Toshiba. Ở mỗi tập phát sóng, các khán giả hãy đón xem và trả lời câu hỏi ở phía cuối chương trình để nhận được một trong các phần quà là TV, tủ lạnh, máy giặt. Nhưng ở lần này trong 4 bạn tham gia, chỉ có 2 bạn may mắn trúng thưởng nên sản phẩm còn lại sẽ dành cho khán giả. Tủ lạnh Toshiba GRVKG66VDA, bay bổng cùng kiệt tác. Và sản phẩm cho khán giả tập này là một TV LED Toshiba L4300 màn hình 50 inch, trải nghiệm kết nối đích thực. Tất cả sẽ dành cho hai khán giả có câu trả lời chính xác nhất trong vòng một tuần kể từ sau khi chương trình phát sóng trên trang Facebook của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tật xấu của bạn nữ cặp đôi thứ nhất là gì? A. Nói nhiều. B. Thích đá đều. C. Hay nhăn mặt. Câu hỏi thứ hai rất là quen thuộc, đó là các bạn hãy đoán xem có bao nhiêu người trả lời trúng với đáp án và gửi câu hỏi nhanh nhất về chương trình. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò giữa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba, nhà tài trợ chính của chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.